quá, không có đi đến mụn. Có ít 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 lông lây để nhiều quá chứ. Nói cô lấy thuốc cho con bôi nha. Để thì nó còn cái tay à, nó xếp ra còn hàng là mình nha. Như về cái hè nữa đúng không? Không có nói
Nhưng mà ra mụn coi á, dạng là vẫn đảm bảo ra được mụn, chứ chưa còn hết mụn. Miệng đừng nhúc nhích, đừng có nhúc nhích. Miệng một phút nữa xong rồi. Bún rau sẵn cái đường không? Đợi này lên nó là bác sĩ ơi. Chuyện thấy. Chuyện thấy gì? Thấy y. Cá chín rồi đó, cá đó chín rồi. Chưa cho cái đầu chút nữa. Mà cái nhà. Rồi mình xuống nhà hậu ăn cái lóc nó nướng mà nó thấy khô gì thôi luôn ha. Chắc đẩy như là chắc nướng cái này nè. Nướng lâu á. Nướng lâu nó mới khô được. Mình về nó khô là cứng luôn á. Chắc để nguội á, để nóng là nó không cứng đâu. Ôi, cũng như là nước mắm. Ừ, nước mắm trong trên tủ. Nó luôn chua ngọt cái gì? Ừ. Là nước mắm me ngon hơn à? Món chua ngọt đi. Có sẵn mà. Mắm mỗi tủ chua ngọt. Bây giờ mình sẽ sửa cái phần cảnh thiên nhiên này để mình chấn áp trong đó bụng của mình lại. Thử rồi, chạy trên thử mất. Hy vọng rằng nhìn cảnh thiên nhiên này sẽ quên đi cơn đói bụng. Chờ anh thấy đói hơn nữa đó. Lấy thêm cái dĩa nữa nè, ăn cá nướng luôn nè. Rồi, giòn rồi. Có cá bự này chưa giòn. Dĩa cá nữa các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Dĩa cá quá ngon. Rồi, lên mẻ đó luôn đi, được rồi đó. Quá đã. Nè các bạn ơi. Thơm nức mũi luôn nha các bạn. Cá này mình sẽ ăn cuốn bánh tráng với rau sống nha các bạn. Cá đó mình sao em? Lên được chưa? Chưa, cho lên ăn chút nè. Ừ. Bên đó nó lửa than nhiều hơn. Lên cái đầu. Dĩa đã sẵn sàng. Chỉ chờ cản chút nữa. Chỉ chờ lệnh từ hoàng thượng thôi. Tại hạ xin chúng thần xin để đây. Chỉ chờ lệnh. Mình dọn để bàn hoài trong tối đi nha. Rồi. Dọn luôn đi chứ lấy bàn ra luôn đi. Rồi, đem lên đi. Ừ, đem nó lên đi. Đang đi. Lên dĩa nha các bạn. Chưa đi được. Đây, đi dĩa đây.
Đuổi đó, đi đi. Lấy cái bàn ra để ở ngoài kia ăn cho nó mát. Bắt ngoài này luôn cũng được đó nè. Chỗ này nè. Đây nè, chỗ này nè. Mà dưới trên kia đi, chỗ cũ đi. Chỗ đang đang đứng á. Ừ, chỗ đó đó. Đang ơi. Bắt cái bàn ở chỗ ông đang đứng á. Đấy hả? Ừ. Ngoài đó cho mát. Ngoài sân đi có gió mát. Ừ, khúc đuôi đó lấy ra luôn cũng được nữa. Gãy khúc luôn nè. Trời ơi, bụng anh kêu luôn rồi nè. Em đói rồi, đói nãy giờ rồi đó. Nó kêu nãy giờ luôn rồi đó. Tác địa mệt quá trời mệt nè. Kẻ đầu luôn rồi. Ăn chung luôn đi, ăn cơm lượt một luôn đi. Xin luôn tới ẩu ơi, còn xin luôn chị cội. Đây, cái đầu gì đi. Cái này chín rồi nè. Ừ. Ui. Đây các bạn, cá nướng đây. Con cá lóc bự nhất nè. Con này cũng cỡ 300 mấy gram, gần 400. Làm kiểu cái à. Làm dáng đầu bếp này các bạn. Thuê từ Campuchia về đó. Rồi. Rồi xong lên dễ luôn. Lấy cái đó ra đi. Ừ. Cảnh này quay kỳ không? Không sao đâu, anh canh mà. Bắt các bạn ra ngoài này luôn nha, nha mọi người ơi. Ăn ở ngoài cho nó mát.